Ngày 20 tháng 9, tại trụ sở tiếp công dân huyện, đồng chí Lê Nguyễn Thành Trung, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện tiếp công dân định kỳ tháng 9 năm 2023 theo quy định. Cùng dự có đại diện ban tiếp công dân của huyện, lãnh đạo một số phòng, ban chuyên môn liên quan. Tại buổi tiếp, đồng chí Lê Nguyễn Thành Trung, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện đã tiếp, trao đổi, trả lời kiến nghị của công dân Lê Thanh Lượng, xã Bồ Sao đề nghị xem xét cho ông được miễn trừ các khoản thuế phát sinh do nộp chậm tiền sử dụng đất tại ô số A11 do đất của ông phải điều chỉnh lại quy hoạch và đề nghị cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho ông để gia đình sử dụng đất hợp pháp theo đúng quy định của pháp luật. Sau khi nghe ý kiến, kiến nghị phản ánh của công dân và các ý kiến tham vấn, tham gia của các cơ quan liên quan, đồng chí Lê Nguyễn Thành Trung, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện khẳng định, việc ông Lê Thanh Lượng đề nghị Ủy ban nhân dân huyện Vĩnh Tường và các cơ quan liên quan xem xét cho ông được miễn trừ các khoản thuế phát sinh do nộp chậm tiền sử dụng đất tại ô số A11 là không có cơ sở để xem xét, giải quyết. Đề nghị ông nộp tiền chậm nộp, hoàn thiện hồ sơ, thủ tục có liên quan để được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo quy định. Cũng tại buổi tiếp công dân, có một số công dân đăng ký được tiếp. Tuy nhiên, sau khi ban tiếp công dân của huyện nghe phản ánh, kiến nghị của công dân và qua kiểm tra giả soát hồ sơ lưu trữ cho thấy, các vụ việc kiến nghị, phản ánh của công dân đang được các cấp có thẩm quyền giải quyết theo quy định. Sau khi được cán bộ tiếp công dân giải thích tận tình, các công dân đều đồng thuận, nhất trí và không có ý kiến gì thêm. Đối với các công dân đến gửi đơn kiến nghị, phản ánh, ban tiếp công dân huyện đã tiếp nhận, xử lý đảm bảo theo đúng quy định.